Ngắm cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết trước ngày thông xe kỹ thuật. Trên công trường cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết có hàng nghìn công nhân, kỹ sư ngày đêm thi công, tuyến cao tốc đã hình thành đẹp như giải lụa. Ngày 10 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải phát động phong trào thi đua 120 ngày đêm để thông xe kỹ thuật đối với 4 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông trong năm 2022 để tạo động lực triển khai thi công thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2022. Đại diện Ban điều hành cao tốc cho biết, sau buổi Bộ trưởng kiểm tra dự án, Ban quản lý dự án 7 tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công bổ sung thiết bị, dây chuyền thi công, đến nay đã bổ sung thêm 367 nhân lực, 96 máy thi công chính, 136 xe vận chuyển nhằm tăng tốc thi công nền, móng, mặt đường. Cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết dài hơn 100 km với địa hình, địa chất phức tạp, để thông tuyến nhà thầu phải mất nhiều tháng nổ mìn, phá đá ngày đêm thi công. Đang chỉ huy mũi thi công thảm nhựa mặt đường C19 đoạn km 230, gói thầu XL04, anh Nguyễn Ngọc Thành Đạt cho biết, để kịp tiến độ thông xe kỹ thuật, nhà thầu phải huy động thêm nhiều mũi thi công, tăng ca liên tục, bố trí anh em ăn nghỉ ngay tại công trường. Kỹ sư Lê Xuân Quỳnh, nhà thầu Vinaconex cho biết, để đảm bảo tiến độ thảm nhựa, các mũi thi công phải bố trí thi công theo phương án cuốn chiếu, làm việc ngày đêm 3 ca liên tục, bổ sung dây chuyền thảm nhựa mặt đường. Đến hiện tại, các nhà thầu đã nỗ lực hết sức, người mệt, máy cũng kiệt sức, tuy nhiên chúng tôi vẫn bám công trường thi công xuyên suốt dù quá trình thi công gặp vô vàn khó khăn. Ông Nguyễn Công Ý, giám đốc điều hành gói thầu 10/04 chia sẻ, cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết dài 100,8 km qua tỉnh Bình Thuận được khởi công từ tháng 9 năm 2020. Theo kế hoạch, tuyến cao tốc này sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 12 năm 2022.